xong 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 Sài Đéc nè, ngay cầu Sài Đéc nè, dòm xuống, dòm xuống là cái quán đó là quán Gia Hân nè, đó trên ngay bộ nước đó, thấy không? Đó, hiện tại thì đất có 10 là ở đây. Đối diện quán Gia Hân. Đối diện quán cái quán này. À. Rồi. Đối diện bên sông. Đúng rồi. Đối diện đó đó. Rồi, sông thì sông lớn, xà lan đậu nè. À. Nè, góc cầu này đi xuống à, đi cặp mép bên đây. Tới đó, tới cái mỏ đó là đất, đối diện cái quán đó là đất có 10. Rồi. Cái này là thả dốc cầu xuống nè. Rồi tới đường quẹo nè. Nè đường nhựa nè. Nhựa có 3 tấn rưỡi nè. Nhựa 3 tấn rưỡi nè. Chạy vô khoảng 500 m. Tới đây gì vậy? Rồi. Rồi có ôm hai cua nhẹ nè. Rồi đây một cây nước đó, chào các bạn đó. À các bạn nhỏ nhỏ đó phải không? Nè. Nè. Đó chị cha này trước. À. Rồi cái trụ đá nè, cái mép giáp giữa ranh. Đây. Đầu ranh á, đây là lại đây cuối ranh nè. Ở cái này mặt tiền. Mặt tiền nhiêu mời? Mặt tiền 70 m. Từ cái nọc ranh là đây là 70 m. Đây 70 m. Là xuống tới mé sông luôn. Rồi. Có nọc đá luôn hay gì? Ờ. Kè nọc đá kìa. Đó, nọc đá đó. Đây tới nọc đá này. Rồi nọc đá này từ đây tới chiếc xe của em mà nắng. Rồi, rồi là 70 m. Đây, từ cục điện này tới cái cục điện điện thoại đó đó là 70 m. Rồi dạy xuống máy xong, rồi xuống quay máy xong luôn không mời. Rồi.